Dạ, con xin mến chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Mê Tây. Hôm nay thì con cũng mời quý chú mình ghé lại vườn của anh Chí để giao lưu một lô cây mới với anh ha. Đặc biệt hôm nay khá là nhiều cây đẹp nha quý cô chú. Có những cái cây lạ lạ nó bonsai này ha. Nho thân gỗ đây. Rồi nguyệt quế thì có những cái cây có tàn và những cái phôi mini mới luôn quý chú ơi. Hoàn toàn một cái lô mới rất là dễ chơi cho mình nè ha. Rồi ô rô, rồi nguyệt quế, bông giấy. Nói chung là hôm nay cũng nhiều cây nhưng mà ít loại anh ha. Dạ, nhiều cây ít À, loại. rồi em chào anh Chí ơi. Chào anh Khánh ạ. À. Dạ, mến chào cô chú anh chị ạ. À, là nó là đầu tiên là em chúc cho cô chú mình được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình nhín chút thời gian để xem kênh ha. Xem Dạ. clip ha. Thì em hôm nay em mời anh Khánh quay giới thiệu với cô chú mình có hai cây nho thân gỗ nha cô chú. Dạ rồi. Với hai cây ô rô, với một số nguyệt quế, với bông giấy, với có một cây mỹ hồng nha cô chú À, anh chị. Mỹ Hồng đó anh ha. Dạ, mong Rồi. cô chú anh chị mình ủng hộ cho em ha. Thì địa chỉ của em là ở ấp Hòa Khánh, xã Vinh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0852229009, cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Rồi em không làm mất thời gian của cô chú mình ha. Em xin phép vào cây số 1 nha. Giấy mới luôn anh hả? Dạ, giấy mới. Rồi, cây số 1. Rồi, lô Cây nguyệt nguyệt. này là lô nguyệt toàn bộ là mới hết nha cô chú anh chị. Mới bứng về luôn anh Dạ, ha. rồi Rồi. cây số 1 này có cái dáng bay cũng rất là nghệ thuật nha cô chú anh chị. Cái lô này của anh cũng không rồi, mình giao lưu khá nhiều chú. Dạ khá nhiều. Đặc điểm cái là nó già, nhỏ nhưng mà già cây ha, dáng thế đẹp. Rồi em xin phép vào cái thông số cây số 1 ha. Chiều cao của em nó được là 20 ha. Dạ. Cái cành bay của nó về thân nó được là 29 nha cô chú anh chị. Cây này đặc biệt có một cái là cốt cành nó đóng chững nha cô chú, vành được 21 ha. Dạ rồi. Cành phong cái dáng bay mà có cành phong sẵn luôn nha cô chú. Này mình có thể nghiêng xuống tí nữa ha. Dạ rồi. Nghe chút xíu nữa. Dạ, bệ đế nó rất là khéo nha cô chú anh chị. Rồi cây số 1 là em xin giao lưu với cô chú mình giá là 400 ha. 400. 400. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Rồi đổi anh ơi. Cái này cây có mã số 2 nha cô chú anh chị. Số 2. Số 2 cũng là một cây nguyệt quế ha. Cây này cũng có dáng cũng rất là khéo, cốt cành cũng chuẩn luôn nha cô chú anh chị. Cành phong, cành một gì có sẵn hết trơn ha, cành phóng luôn, có sẵn luôn. Cái này Cũng mình cũng nở. dạ, cái này mình chơi trực cành phóng nha cô chú anh chị. Rồi Cũng mã nở. số 2 ha, em xin phép vào thông số ạ. Chiều cao em nói em đo đang ngay đây được là 19 ạ. Tán của em đo ngay đây được là 25 ha. Hoành thân em đo ngay vị trí này được 22 nha cô chú anh chị. Dạ. 22. Rồi cây có mã số 2 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 400 ạ. 400. Dễ 400. chơi không chú? Mấy cái này mạnh đó chú ơi. Dạ. Rồi xin phép xuống cây ạ. Cái là cây có mã số 3 nha cô chú anh chị. Số 3. Cái này trực. Nếu mà muốn ngắn muốn lùn thì cắt xuống heo chú, Dạ. còn thích vậy thì mình để vậy ha. Cái này mình lùng nó cũng vẫn được nha cô chú. Còn nếu mà gì mình chơi gì bay cũng vẫn được nha cô chú. À, Đó. Dáng nó siêu 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 vậy ha. siêu ha. Siêu siêu mình chơi cây trực cành phóng cũng đẹp nha cô chú anh chị. Về mình cắt vỏ này xuống cũng được. Rồi xin phép về thông số ạ. Chiều cao em đo từ mặt bầu lên tới ngọn nó 14 nha cô chú anh chị. Ngang nó em đo ngay đây được là 19 ạ. Hoành thân em đo ngay đây được là 28 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cái cây có mã số 3 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 400 ạ. 400 anh ha. 400. Cây cũ lúc nào cũng nở hết trơn của chú ơi. Nhỏ nhưng mà nó liên lạc sạch sẽ lắm. Rồi, đổi anh ơi. Kết Rồi hợp mình xuống làm cây. bonsai để bàn. Cái là cây có mã số 4 nha cô chú anh chị. Ủa, cái này lùng lực quá anh ha. Dạ, số 4. Hàng lùng lực nha Đúng cô chú rồi, anh chị. chim ở phía đó luôn anh chị. Duyên anh ha, Nó lục gì? lực duyên Dạ. ha. À. Cái này mình chọn hai bên mặt nào mình chơi mặt tiền cũng được chứ nghe cô chú anh chị tùy mình ha. Nếu mình lên trên cái mình lấy cái cành phong ở trên nó đẹp hơn. Tại cây nó quá lùng ở đây đâm tược nè cô chú. Dạ rồi. Rồi xin phép về thông số cây số 4 ạ. Chiều cao em đo từ mặt bầu lên tới ngọn nó 16 nha cô chú. Hoành thân em đo ngay vị trí này là nó được 25 ha. 25. Rồi. Rồi cây mã số 4 là em xin giao lưu với cô chú mình giá là 400 ạ. 400. Dạ, Rồi rồi. xin phép xuống cây ạ. Cái là cây có mã số 5 nha cô chú anh chị. Số 5. Cây này cốt cành nó xè ra đẹp hết cô chú anh chị. Em khoái những cái cũ của mấy cây này anh. Dạ. Cũ nó lúc nào cũng tròn ha. Tròn do cho nghe Nở cô chú anh tròn chị. hết cho ha.
Này sau này mình trồng cái mình có tàn cái mình lên chậu đẹp lắm cô chú. Cái này mình sắp có tàn đa rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi xin phép về thông số. Chiều cao nó được 19 ạ. Hoành cái đem đo được 25 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. 25. Đây cổ lúc nào cũng nào. Rồi cây mã số 5 em cũng xin giao lưu với cô chú mình giá là 400 ha. Rồi 400. Rồi xin phép xuống cây. Có cốc cành mau chơi. Cái là cây có mã số 6 nha cô chú anh chị. Số 6, cây này cành cũng khéo nghe cô chú anh chị. Cây này cành nó đóng chữ ha. Dạ. Rồi. Có cành đóng đều chân nghe cô chú anh chị. Cành phong rồi có đủ chân ha. Rồi, xin phép giờ thông số. Chiều cao nó được là 22 nghe cô chú. Ngang đó nó đây được 20. Quỳnh thăng em đo ra đây được 20 luôn nghe cô chú anh chị. Rồi, nhiêu ta? Rồi, cây mã số 6 em xin giao lưu với cô chú mình giá là 400. 400 nữa anh ha. Dạ. Rồi, rồi xin phép xuống cây. Cái là cây có mã số 7 nghe cô chú anh chị. Số 7. Số 7. Số 7 cũng là một cây bay nha cô chú anh chị. Trực cành bay, trực cành phóng anh ha. Dạ, cành phóng. Này rất là duyên dáng nha cô chú, cành nó đóng chững luôn nha. Dạ, xin phép giờ thông số. Này dễ lấy heo chú đó. Dạ. Cốt cành đóng sẵn hết trơn cho mình. Chiều cao được là 21 nha cô chú. Ngang của em đo đây được 22 ha. Cái quần em đo ngay vị trí này 24 nha cô chú anh chị. Rất dễ thương. Dạ, 24. Cái này mình để bàn trà chơi là hết sảy luôn nha cô chú anh chị. Nhiều rồi anh. Rồi cây mã số 7 em xin giao lưu với cô chú mình giá là 400 ạ. 400 nữa hả? Dạ. Rồi, đổi tiếp anh ơi. Rồi xin phép xuống cây ạ. Cái là cây có mã số 8 nghe cô chú anh chị. Ồ, cây này rất là lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Lùng lực lắm luôn chú. Cái bệ nó rất là khéo ha. Đây, cô chú mình xem cái bệ nó nở nè. Chạc cho bè luôn anh ha. Dạ. Cây này làm cây trực đa cổ thụ thu nhỏ. Cây cổ thụ mình để lên bàn trà chơi luôn nha quý vị. Chiều cao nó được là 15 ha. Cái hoành em đo ngay vị trí này là nó 26 nha, ở 29 nha cô chú anh chị. Dạ. 29, cái này nó nở chạc cả chơi nha cô chú. Nên thích hợp mình chơi mấy cây lùng lực ha. Rồi. Rồi cây mã số 8 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 500 ạ. 500 thôi anh ha. Dạ, rồi xin phép xuống cây. Cái là cây có mã số 9 nha cô chú anh chị. Cây mã số 9 này cái đế nó như đế chiếu thủy nha cô chú. Đế như đế sắp vậy anh ạ. Dạ, nó bài đều chơi ha cô chú anh chị. Bài đều hết. Đều tròn hết thấy không chú. Dáng này ra cây cũng đẹp lắm rồi. Dạ, cây lùng lực luôn nha cô chú. Có dách đế luôn ha. Rồi xin phép về thông số nha. Chiều cao nó được 14 nha cô chú. Quạnh đoan vị trí này là 24 ha. Dạ rồi. Rồi cây mã số 9 em xin giao lưu với cô chú mình giá là 500 ạ. Số 9 500. Rồi xin phép xuống cây. Cái này cây 10. Có mã số 10 nha cô chú chị. Số 10 cây này hơi to tí ha. Được cây tông cao nhất trong bầy anh ha. Dạ, cây này là cao đó cô chú. Dạ. Có thể dịnh đứng lại nha cô chú. Đó anh dịnh đứng lại. Cao giót ngọn. Bệ cũng nở ha cô chú. Dạ, cây này cốt cành đóng cũng chững luôn cô chú ơi. Cũng này lâu mình... lâu mới có những cái lô như thế này cô chú. Này mình quýnh cành rơi xuống đây ha. Tại vì Nguyệt mà trồng mà để già mà rút nhỏ vậy lại ít có lắm. Thường nằm đất lớn lắm anh ha. Dạ. Chiều cao em đoan đây được 29 nha cô chú anh chị. Ảnh người ta trồng dày quá chú nó mới được vậy nè. Hoành em đoan ngay đây được 30 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây mã số 10 em xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 500 ạ. 500. Dạ 500. Rồi. Rồi xin phép xuống cây. 11. Cái là cây có mã số 11 nha cô chú anh chị. Được một cây mỹ hồng đây cô chú ơi. Dạ, cây mỹ hồng cái bông của nó gì này nghe cô chú để, chị. Để luôn đi. Để. Khi mà cái bông này mình trưng là nó khoảng một tuần lễ nó mới tàn nghe cô chú chị. Dạ, đây. Cái loại này nó lâu tàn chứ lắm. Mỹ hồng là gần như là bông nó to bự nhất trong cái dòng bông trang rồi đó cô chú. Nhưng mà cây này đặc biệt nó có một cái dáng rất là nghệ thuật nha cô chú chị. Dạ. Cái này nó có một cái dáng là dáng bay ha cô chú chị. Cũng gọi là trực cành phóng ha. Này mình có thể cho nó nghiêng tí nữa, nó gì nè. Chơi cái cành này cho nó bay ra nha cô chú. Cốt cành có sẵn chân ha.
Rồi, xin phép giờ thông số nghe cô chú anh chị. Chiều cao được 38 nghe cô chú. Cái cành bay nó về đây nó được là 40 ha. Hoành thang em đo ngay vị trí này nó 24 nghe cô chú anh chị. 24 ạ. Dạ rồi. Rồi cây Mỹ Hồng có cái mã số 11 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 500 ha. 500. 500. Rồi, đổi anh ơi. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Cái là cây có mã số 12 nha cô chú anh chị. Mã số 12 là một cây hoa giấy Mỹ nguyên thủy nha cô chú anh chị. Tới những cây hoa giấy anh ha. Dạ. Hoa giấy to và mấy cây này rất là to và có cốt cành cho nha cô chú anh chị. To và có cốt cành. Cái này có dáng trực bay cũng rất đẹp nha cô chú anh chị. Này về là chỉ mình lợp ra cái form là chơi hết cô chú. Chừng nó xổm anh ha. Dạ. Chừng đẹp mà. Xin phép giờ thông số nha cô chú. Thân cũng sạch. Chiều cao nó em đoan ở đây được là 50 ha. Cái cành bay nó ra đây được là 40. Cái hoành em đoan ngay vị trí này là nó được 36 nha cô chú anh chị. Dạ. Em đo cái củ đế nổi trên mặt cho cô chú mình xem nha. Ngay đây được 67 ạ. Rồi cây hoa giấy có cái mã số 12 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình nè. Giá là 700 ạ. 700. Dạ. Rồi. Rồi xin phép xuống cây ạ. Dễ chơi quá chú ạ. À 700 ngàn thôi ha. Cây đấy là cây có cây mã số 13 nha cô chú anh chị. Cây này dán hai thân anh ha. Dạ cây này hai thân nha cô chú anh chị. Hai thân quyện. Hai cái tay giống như là muốn ôm cái dưới này anh ha. Dạ đúng rồi. Đó. Rồi, xin phép giờ thông số nha cô chú anh chị. Chạy đâu cho thoát anh chứ hả? Dạ. Chiều cao nó được 53 ha. Rồi. 53. Quỳnh Thang em đo ngay vị trí nè, 36 nha cô chú anh chị. 36. Củ đế nổi em đo trên mặt ha, được 67 nha cô chú anh chị. Tưởng trong dáng hồi nãy anh chí đứng chụp hình vậy đó. Dạ. Giờ hai tay. Dạ, hai tay ôm. Ôm vậy đó anh chí ha. Dạ. Rồi, không có cái hết. Mã số 13 là em xin giao lưu với cô chú mình giá là 450 nha cô chú anh chị. 450k cô chú ơi. Rồi, anh rồi. Cắt sơ sơ vậy đó ha. Dạ, mình, rồi, xin phép xuống cây ạ. Cắt lại theo ý mình ha cô chú. Rồi, cái là cây có mã số 14 nha cô chú anh chị. Cây này nhìn hai mặt này cô chú, rộng này thì chắc chắn luôn là mình sẽ lấy được hai mặt tiền luôn. Dạ. Đó, cô chú nhìn nè. Dáng rất là nghệ thuật nha cô chú. Mặt nào cũng được chứ á. Dạ. Rồi. Mặt thì thú, mặt thì liền ha cô chú. Rồi, xin phép giờ thông số cây mã số 14 ha. Cây này trước mắt là thấy lời đâu cô chú. Chiều cao được là 37 nha cô chú anh chị. Lời hai mặt tiền. Dạ. Hoành em đo ngay vị trí này là nó được 29 ha. Dạ. Củ. Đo cái củ đế nổi nha cô chú anh chị. Củ đế đặt nè. Ở đây là 60 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây mã số 14 là em xin giao lưu với cô chú mình giá là 500 ha. 500. 500. Rồi. Rồi xin phép xuống cây. Cái là cây có mã số 15 nha cô chú anh chị. 15. 15. Cái này có thể em về mình chơi đổ xuống cũng được luôn nha cô chú chị. Đổ luôn anh ha. Dạ. Số 15 mà quái quâm nữa anh ha. Dạ. Đổ mà quái lại nó mới ác. Dạ. Rất là quái nha cô chú. Dạ. Số 15 ha cô chú chị. Rồi. Rồi xin phép về thông số ạ. Cái mình nói ra đây là em đoan được là 40 ngay cô chú. 40. 40. Hoành em đoan ngay cái củ đế ha, được là 27 ha. Dạ. Đo cái cục đế nổi trên mặt nha cô chú anh chị. Đây là 64 ha. Rồi cái cây hoa giấy có mã số 15 em xin giao lưu với cô chú mình giá là 300 ạ. Rồi 300. Rồi xin phép xuống cây ạ. Quá dễ chơi cô chú ơi, 300 ngàn. Cái là cây có mã số 16 nha cô chú anh chị. Cái này sao? Thì mình phối một cái dáng mẫu tử đi anh ha. Dạ. Mẫu tử. Sao? Cây rất là duyên dáng ha cô chú. Đó. Có cây tử ôm cây mẹ anh ha. Dạ. Này là tình mẫu tử ha. Tình mẫu tử. Rồi. Rồi xin phép giờ thông số. Chiều cao đo ngay cái vị trí này là được là 35 nha cô chú. Ngang em đoan ở đây được là 38 ha. Cái hoành cũ nha cô chú. Hoành cũ em đoan ở đây được 70 ha. Cái giấy này sạch đẹp cô chú.
Rồi ngay chân vị trí này nha, được là 50 nha cô chú. Đó cái hoành của một thân nha, ngay đây được là 33 ha. Rồi cây có cái mã số 16 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 500 ha. 500. Dạ, 500. Dạ. Rồi xin phép xuống cây ạ. Tình mẫu tử. Dạ, tình mẫu tử. Rồi tới mấy cây có tàn nha cô chú ơi. Rồi kế là cây Ugo nha cô chú chị. Ugo. Ugo. Sẩm Ugo. Ugo thì cái bông của nó dưới cái trái của nó rất đẹp nha cô chú chị. Dạ. Cái trái của nó có ba cạnh rất đẹp. Cái màu bông thì màu trắng phớt hồng. Dạ. Còn cái cánh hoa của chú nó tựa tựa như là những cái cánh hoa lan vậy đó. Dạ. Nó cũng có tia 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 vậy nè ha. Rồi mình hình dung vậy thôi. Rồi em xin phép về thông số ạ. Chiều cao của nó được là 25 nha cô chú. Ngang của nó được 24 ha. Tổng cái tán nó được ngay đây được 39 nha cô chú. Dạ rồi. Cây Ugo có mã số 17 nha cô chú anh chị. Rồi em đo cái hoành thân ngay vị trí này nha cô chú anh chị. Hoành thân đo ngay đây được là 13 ha. Đo cái củ đế nổi trên mặt cho cô chú mình xem tham khảo nha. Đây được 35 nha cô chú anh chị. Thì mấy cái cây này thì nữa em ship cho cô chú mình luôn chậu nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây có mã số 17 cây Ugo em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.900.000 ạ. 1.900.000. Dạ. Rồi xin phép xuống cây ạ. Kế là cây có cái mã số là 18 nha cô chú anh chị. 18 cũng là cây Ugo luôn nha cô chú anh chị. 18 euro. Cái này nó cũng đang cho chuẩn bị cho hoa nở nha cô chú, nó lên búp điệu chân à. Búp trắng điệu chân à, giờ bữa nở rộ. Rồi xin phép về thông số ạ. Chiều cao của nó là được 24 nha cô chú. Ngang được 24 luôn ạ. Tổng có tán nam đo đây được 30 nha cô chú. Hoành thân đo đây được 13 nha cô chú anh chị. Hoành củ đế nổi trên mặt đo đây được 34 ha. Rồi cây Ugo có cái mã số 18 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.900.000 ạ. 1.900.000. Dạ. Rồi. Rồi xin phép xuống cây ạ. Kế là cây có mã số 20 nha cô chú anh chị. Số 20 là một cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Nguyệt quế, cái này nuôi chi cành lâu rồi ha. Dạ nuôi lâu rồi cô chú ơi. Cái này thì chia sẻ cho cô chú mình nghe, nó có cái thẹo ngay đây nha. Nhưng mà nó cuốn sành này nha cô chú anh chị. Rồi có thẹo đây. Nó cuốn hai bên mép rất là lớn nha. Rồi. Cây này cốt cành đóng chững cho nghe cô chú anh chị. Rất là già cây ạ. Rồi xin phép vào thông số ha, cây mã số 20 ha. Chiều cao nó em đo ngay đây được 50 nha cô chú anh chị. Tán em đo nó ngang ở đây được là 42 ha. Tổng cái tán rộng của nó em đo ngay đây được 70 nha cô chú anh chị. Hoành em đo ngay vị trí này ha cô chú anh chị là nó 34 nha. Dạ rồi, 34. 34. Một cái điểm như anh Chí chỉ ha chú, cây thì rất là già. Cây thì cô chú mình yên tâm nghe, nó lũa thôi chứ nó sành ngay đó rồi, nó không có còn mục nữa nha cô chú anh chị, nó không có bọng nữa nha. Nó sành nó như lũa thép kìa. Nhiều à. Rồi cây mã số 20 cây nguyệt quế này em xin giao lưu với cô chú mình giá là 1.500.000 ạ. 1.500.000. Dạ, 1.500.000. Ủa cây số 20 19 ha. Rồi cây mã số 19 nha cô chú anh chị. Giá 1.500.000 ha. Rồi xin phép xuống cây. Tới chứ không có lập được anh. Rồi kế là cây có cái mã số là. Anh ghi trên này là mấy đây? Cái đó là số tiền nha. Số tiền anh hả? Dạ, số 20, số 20 hả? Rồi, cái này số 21 nha cô chú. 21 đi anh ơi, tới đi không sao đâu. Có gì nó nhảy cũng đâu sao. À. Mã số 21 nha cô chú anh chị. Được cái lập được rồi. 21. Dạ, cây này thì nó rất lùng liền nha cô chú anh chị. Cốt cành đóng cũng chuẩn nha cô chú anh chị. Cây được nuôi trên chậu lâu rồi ha. Rồi em thấy cái xiết dây ghê anh hả? Dạ. Về tháo dây ra ha cô chú. Đó. Rồi xin phép vào thông số nha. Chiều cao em đo từ mặt bầu lên tới ngọn của nó 38 nha. Ngang của nó em đo ở đây được 36 ạ.
Tổng cái tán nó đây được 48.000 cô chú anh chị. Bẻ gắt ha. Cái dạ, cái này bẻ cái cành gắt đó cô chú. Quỳnh Thanh con đang ngay đây được 34 ha. Bẻ gắt lâu lớn nhưng mà được cái sau này nhìn nó dạ, đẹp ha. Bẻ gắt là gắt nha cô chú anh chị, bẻ cái co. Bẻ co độc ạ. Mấy cây này thì của sư phụ em bẻ nha cô chú anh chị chứ không phải em nha. Em bẻ cái co không được gì. Sư phụ em bẻ gắt hơn. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi cây mã số 21 là cây Nguyệt Quế, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình này. Giá là 1.800.000 nha cô chú anh chị. 1.800.000. 800 anh. Thì ngay cây này em chia sẻ cho cô chú mình nghe, nó có một cái lỗ nhỏ ngay đây nha cô chú anh chị. Nó bằng cái đầu ngón tay của em à. Cái này có thể mình về mình chám lại mình chơi hay có chú, tại em để gì cho cô chú mình xem luôn nha. Dạ rồi. Rồi xin phép xuống cây ạ. Thế là cây có mã số 22 nha cô chú. 22, cái cục này to anh. Dạ cái này to nha cô chú. Cốt cành của nó cũng to luôn ha. Cái này cũng của sư phụ anh luôn đúng không? Cũng đó luôn đó. Ổng còn không anh, còn sống không? Ổng còn anh. Còn anh à. Còn sống. Còn mai mốt mình sẽ nhìn thấy được nhiều tác phẩm nữa ha. Dạ, nhiều tác phẩm. Tác phẩm của ông bẻ là gì không nghe cô chú anh chị? Những cái co nó gắt gì không đó. Dạ. Rồi. Rồi xin phép vào cái thông số nha. Cây này mặt cắt kéo tốt ha cô chú. Dạ, kéo rất tốt nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao đo từ mặt bầu lên tới ngọn nó được là 42 nha cô chú anh chị. Dạ. 42. Ngang em đo ngay vị trí này là nó 35 ha. Tổng cái tán của nó em đo ngay đây được là 60 nha cô chú anh chị. Chứ bẻ cành này gắt đó nha cô chú. Cái cây này cái thân chánh của nó cao có 2 tấc hả nghe quý vị. Dạ. Dạ, em đo hoành thân ha. Hoành thân em đo ngay cái eo nha cô chú, đây là 40 ha. Đo ngay cái chỗ nở cho cô chú mình xem nha. Ở đây được 52 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Ngay chỗ nở ha. Xuống dưới còn to nữa nha cô chú. Thì mấy cây này được xử lý để mình ép chậu cho nghe cô chú. Về có thể mình ép nhỏ nữa vẫn được. Dạ. Rồi cây nguyệt lùng lực anh ha. Lùng lực có mã số 22 ha, là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2.500.000 á. Cốt cạch bẻ gắt heo vừa chú. Dạ. Đến khi tiếp rồi xin phép xuống cây ạ. Rồi còn nho thân gỗ. Cái là cây có mã số 23 nha cô chú anh chị. 23, cái này là cái nho thân gỗ nghe quý vị. Nho thân gỗ mình nhìn thấy nhiều anh, nhưng mà để sửa bonsai thì ít có anh ha, ít có dạ, thấy. Bonsai thì không có nghe quý vị. Chơi bonsai của chú, cái này bẻ mấy đứt dây rồi, siết dây rồi mới biết tiếp tục bẻ lại nữa. Cái này nuôi hồi đó là nó dung lên trên nghe quý vị, nuôi riết mà nó sụp luôn anh ha. Dạ, chắc chồng nó xuống luôn á. À, nằm chậu lâu rồi nghe quý vị. Cây mã số 23 nghe quý chú chị. Nho thân gỗ hả chú? Nho thân gỗ. Trái nó ra trong thân rồi. Dạ. Nó màu đen đen ăn chua chua còn ngọt của chú. Rồi xin phép giờ thông số ha, cây mã số 23 nha, chiều cao được 60 nha cô chú anh chị. Chiều cao em đo 60. Cái ngang em hạo ngay đây được là 45 ha. Tổng cái tán của nó em đo ngay vị trí này là nó 75 nha cô chú anh chị. Đây cô chú mình xem ha, cái co cái chi số 1 ha, cái co nó rất khéo nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này được bẻ từ nhỏ nha cô chú. Rồi em đo cái hoành thân ngay đây ha. Mình thang đoan ngay vị trí này 18 nha cô chú anh chị. Đo xuống dưới cái chỗ nở cho cô chú mình xem tham khảo nha. Nở nó được 23 nha cô chú. Dạ rồi. Nho thân gỗ. Mã số 24. Rồi, nhiêu ra. Rồi cây nho thân gỗ mã số 24 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3 triệu ạ. Thì cây này khi ship thì em sẽ rút chậu nha cô chú, còn gần thì em sẽ cho chậu cô chú mình nha, tại vì cái chậu nó cũng nứt rồi. Dạ rồi. Rồi xin phép xuống cây ạ. Rồi tiếp còn cây cuối đó anh ha. Dạ kế là cây cuối clip nha cô chú, có mã số 25 ha. Mã số 25 nha cô chú. 25, cây này đẹp rồi cô chú ơi. Cây này to hơn cây nãy nha. Dáng cũng lắc lắc bay bay đẹp. Dạ, cây này được nuôi được cắt giật nha cô chú, cái chi số 1 của nó rất là khéo ha. Cây này mà tới độ cho trái nó treo trong thân cái nhìn là đi không nổi đâu chú. Cây này hoành cũng lớn hơn cây nãy luôn nha cô chú, nó cũng có cái cành tử ngay đây rất đẹp ha, cành tử nằm trong lồng luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Con nằm trong lồng mẹ luôn ha. Rồi. Rồi xin phép giờ thông số cây có mã số là 25 ha. Chiều cao nó ngay đây được 50 nha cô chú. Ngang em đo ngay vị trí này được 42 ạ.
Tổng cái tán em đo đây được là 62 ha. Nuôi mà cắt mà nó kéo vô cũng nhiều anh ha. Dạ. Hoành thăng đo ngay đây được 25 nha cô chú anh chị. Dạ. 25. Em đo cái củ đặc cho nó cô chú mình xem nha. Củ nở nó được 34 ha. Dạ rồi. Đây, đế này cũng bỏ đều cho nghe cô chú anh chị. Đặc biệt cái lỗ này ít có ai chơi bonsai lắm chú. Dạ. Chơi cây nguyên gin, cây tàn nha. Cái này mà mình xử lý trái mà nó mọc trong thân đều đều ha, cây rất đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Này nó già nó đủ độ tuổi là nó cho trái anh ơi. Dạ. Này... Vậy ha. Dạ. Cái này thì nó cũng tầm cũng gần 5 tuổi rồi nghe cô chú anh chị. 5 tuổi là sắp cho trái rồi đó cô chú. Dạ. Cỡ 6 đến 7 năm là cho trái. Cây này. Rồi. Rồi cây cũng mã số 25 cũng là cây nho thân gỗ luôn nha cô chú anh chị, cũng là cây cuối clip ha. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3 triệu 500 ạ. 3 triệu 500. 3 triệu 500. Dạ. Mã cuối clip luôn anh ha. Dạ cuối clip luôn. Nho đẹp luôn ha chú, nho thân gỗ. Cây này cốt cành nó đóng rất đây. Là khéo nha cô chú anh chị. Cái cành của nó là bằng ngón giò cái em nha cô chú anh chị. Về cây này chơi không được mà phố tiểu cảnh cũng đẹp nha cô chú. Dạ. Cái này mình sang cái chậu đẹp chơi rất đẹp nha cô chú anh chị. Có cành tử, cành âm ở dưới luôn nè. Dạ. Rồi cây mã số 25 cây nho thân gỗ cũng là cây cuối clip. Cuối clip em cảm ơn cô chú anh chị mình đã nhấn chút thời gian xem clip ha. Chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Kính mong cô chú anh chị mình ủng hộ em clip này để em có động lực để làm clip tiếp theo ha. Dạ cảm ơn, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tới ạ. Dạ rồi, ủng hộ anh chị theo chú cũng như là đăng ký kênh ủng hộ kênh ha. Con xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip tiếp theo.